Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của mình nha. Hôm nay mình cũng tiếp tục lên rừng đi săn ong đó mọi người. Hôm nay đi qua khu vực này thấy một cái cây ăn trái chim sóc đồi đồ nó ăn cùng hết trên đây mọi người. Nên mình quyết định ở đây dừng chân ở đây sang về con để trưa nướng ăn trưa mọi người. Cái cây đây cũng thấp mọi người, khoảng cỡ 4-5 mét nên mình bán nó cao su được nha mọi người, chứ còn cô thì nói chung là chịu thua. Mọi người thấy không, chim rồi nó về nó ăn cùng hết trên này, nhưng mà mình lựa mấy con mình ngồi mình định để chờ mấy con chim to to hơn nó về mình sang thử được về con kiếm về con để trưa nướng trưa nha mọi người. Mọi người thì chờ đợi cái của mình thử có được không nha. Nãy trời tuần chim chim nhỏ nhỏ nó về nó ăn không mọi người, từ mùa bông rồi hồi hạch rồi nó về nó ăn cùng hết, mới thấy một vài chim cu xanh mà nó bao quanh nó thấy mình nó bao luôn rồi mọi người. Hiện tại bây giờ chim nhỏ nó ăn nhiều trên đây nhiều lắm, được con tiếng được nha mọi người, một cái chim xanh mọi người, cục trắng mọi người, cục trắng mọi người. Chút cái hông này chả cái hông này chút cái hông này luôn. Chị chưa biết không có bị gì nó chả cắn rồi mọi người, nó chả được chứ hả. Chị nó cắn ghê lắm mọi người, con cua róc này mọi người đã cắn. Mình chạy anh Vĩ nó rút chi hoang mọi người, rút chi hoang cái đường xe nó họ mới múc này họ khơi thoát keo đó mọi người nè, mình chạy nó rút chi hoang con đó đang đuổi lên phát thịt này rồi con đầu tiên nha mọi người. Rồi tiếp tục được một con sóc bụng đỏ nè mọi người, con thứ hai nha mọi người, quá đỏ. Cà đây vẫn còn rẻ nhiều lắm mọi người. Đó mọi người thấy chim ăn nhả cùng trên cây không? Đó. Chim thì nó vẫn còn ăn trên cây rất nhiều. Mà mình cũng vừa lượm thêm được 2 con nè mọi người. Một con chim thêm một con cua róc nữa với lại một con con chim không mà đang đen giống con bị bịp mọi người. Rồi chắc có lẽ chừng này là đủ buổi trưa rồi đó mọi người à. Mình cũng thời tiết ở đây thấy trời cũng mai mai cũng dễ mưa lắm, rồi mình tranh thủ mình đi tìm về tổ ong nữa. Cái chỉ là xíu nữa, trưa là mình quay ra lại cho mọi người xem nha. Sáng nay má này cũng có việc hết nên sáng nay mình đi một mình nha mọi người. Được, mình nhiều lúc cũng vất vả hơn nhưng mà công việc của mình thì mình vẫn đi thôi. Đó mọi người, thành quả của mình lúc buổi sáng nè mọi người. Được theo con chim này là con chim chim xanh chim cu đốc nè mọi người. Một con sóc đội vô đau bụng. Đó là một con chim chim chi to đó mọi người. Nói chung là mình định trưa nướng ăn tại núi nhưng mà chiều nó trưa nó mưa sớm mọi người nên mình về thành của ngày nay cũng bắt được 2 tô am nhỏ nhỏ nữa, nhưng mà qua biết am rồi cũng nhồm chó nên mình không quay am nữa, nên mình quay bán kim cho mọi người xem thành của một buổi sáng làm đang. Nhưng mà trưa mình về trời mưa sớm nên mình về sớm không nướng tại núi được, giờ thì nhỏ nướng
nói chung là cũng không thú vị bằng trên núi, nhưng mà mọi người tham khảo nha. Hiện tại cũng đã chín rồi mọi người, mình lên dĩa đây. Rồi xong rồi đó mọi người. Mọi người thưởng thức cùng với mình nha. Tôi có lẽ mình cũng tụm ngưng video ở đây nha. Mọi người xem video cho mình xin một lượt đăng ký kênh với nghe. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.